Mới đây, YG xác nhận Baby Monster sẽ trở lại với đội hình 7 thành viên sau khi Ayeon tái gia nhập. Những tưởng đây là bước ngoặt giúp nhóm có bước tiến lớn trên đường đua nhóm nữ thế hệ 4, song một số cư dân mạng lại bắt đầu tranh cãi. Theo đó, thông báo của YG từng khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng bởi lẽ khi Ayeon tạm vắng mặt vì lý do sức khỏe, 6 thành viên đã phát hành ca khúc đầu tay 3 tớp nhưng không được chú trọng chiến lược hoạt động. Thời điểm đó, có ý kiến cho rằng việc YG chỉ công nhận Baby Monster chính thức ra mắt khi có Ayeon là hành động phủ nhận công sức của 6 thành viên. Tuy nhiên, Ayeon đã cho thấy sức hút và tố chất ngôi sao ở độ tuổi trẻ. Trong lần đầu tiên bước lên sân khấu, cô đã mang về fancam video quay trình diễn cá nhân hơn 1 triệu view, cao nhất trong những nhóm nhạc Gen 4. Ngoài ra, YG cũng được cho là thiên vị Ayeon khi sắp xếp cho cô đoạn rap và phần nốt cao quan trọng trong SIS. Trong khi nhóm có hai rapper chính là Ruka và Asa, Shikita có thể rap, còn Rami, Farita và Rora đều có chất giọng tốt, nhưng phân đoạn cao trào lại thuộc về Ayeon. Nhận nhiều lời khen từ khán giả, Ayeon biểu diễn ngày càng tự tin, biểu cảm linh hoạt. Trong một số màn trình diễn hát live, cô nâng tâm giọng, thay đổi nhịp độ phần rap. Trên X và các diễn đàn, khán giả đã có những tranh cãi về việc Ayeon hát với tông quá cao, vượt khỏi quãng giọng thông thường, tạo độ ven khi rap xen kẽ cùng Ruka. Nhiều người góp ý nữ thần tượng nên tiết chế để giọng không quá chói và cũng là một cách tôn trọng không lấn lướt người rap cùng. Như vậy không thể phủ nhận, Ayeon là nhân tố nổi bật nhất Baby Monster, thể hiện qua lượt xe fancam luôn vượt trội, lượng thảo luận cao. Không chỉ được công ty ưu ái, Ayeon còn được cho là rất biết cách lấy lòng fan. Trước đó trên Weibo viral chủ đề Ayeon trả lời fan, chỉ trong 2 ngày, nữ thần binh đã trả lời hơn 400 tin nhắn từ người hâm mộ trên các nền tảng bằng 3 thứ tiếng Hàn, Trung, Anh. Xin hết dành nhiều lời khen cho sự tận tâm và khả năng ngoại ngữ của Ayeon, khẳng định đây chính là lý do nữ idol được YG ưu ái nhất nhóm. Sự chân thành của Ayeon xứng đáng được nổi tiếng. Theo CNET, ghi nhận phản hồi tận 400 tin nhắn từ fan là một kỷ lục đáng khen của thần tượng. Việc tương tác tạo fan sao về trên các nền tảng đôi khi khiến idol áp lực. Ayeon đã thể hiện khả năng làm người nổi tiếng của mình chỉ qua việc có thể giao tiếp với fan bằng 3 thứ tiếng. Trong đó, cô nàng sử dụng lưu loát tiếng Trung Quốc mà không cần phiên dịch. Việc này sẽ giúp Ayeon được lòng fan đất nước tỷ dân, có thêm nhiều fan cứng. Theo All K-pop, trường hợp của Ayeon không chỉ phản ánh động cơ của YG mà còn đặt ra vấn đề về sự công bằng trong ngành công nghiệp K-pop. Thực chất, câu chuyện phân biệt đối xử, cách biệt trong đãi ngộ đã được tranh luận nhiều năm qua. Không ít nhóm nhạc từng vướng ồn ào thiên vị vì một thành viên được ưu ái quá đà. Trong những năm đầu ra mắt, Blackpink cũng nhiều lần bị mổ xẻ về Jennie, nhiều lần được mặc những trang phục nổi bật, nhiều lịch trình riêng, luôn hát mở đầu. Cô từng được gọi là công chúa YG vì nhận nhiều đãi ngộ tốt từ trước khi ra mắt cùng Blackpink. Cô phủ sóng truyền thông khi mới là thực tập sinh, là thành viên đầu tiên của Blackpink có ca khúc solo, được góp giọng kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác. Sự o bế lộ liễu của YG hẳn đã không ít lần khiến người hâm mộ của Lisa, Jisoo hay Rose chạnh lòng hay thất vọng. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Suzy. Năm 2015, Miss A từng gây xôn xao khi bị soi loạt bằng chứng cho thấy ba thành viên còn lại xa lánh lạnh nhạt với Suzy. Trong ca khúc Goodbye Baby của Miss A còn có đoạn "Tên tôi không phải Suzy, đừng gọi tôi như vậy nữa", gây xôn xao một thời. Ở thời đỉnh cao, tin đầu quốc dân đảm nhận hơn 50% lời hát trong Only You dù không phải hát chính rap chính. Do chiến lược phân bổ tài nguyên không đồng đều của JYP, Miss A trở thành nhóm nhạc Suzy và những người bạn trong mắt công chúng. Không chỉ Jennie, Suzy, nhiều thần tượng khác như Hyunae, 4 Minutes, Wonyoung, IVE, Seyeon, DIA cũng từng chịu điều tiếng vì được ưu ái hơn các thành viên cùng nhóm.